Anh em tại showroom Quân Béo Moto Vlog, chiếc Yamaha XR đen này đã bán nhá, 3.000 cây. Mình còn hai chiếc Honda CB em trai, Honda CB 300, hai chìa mới tinh, đầy đủ sổ sách chính chủ, một đời chủ, đi 6.301 cây, 6.300 cây. Xe bao máy zin, ô đô zin, không đụng đâm đụng tai nạn sửa chữa gì cả, rất đẹp luôn, bô zin. Giá 88 triệu anh em. Và tiếp theo nữa là chiếc đàn anh Honda CB, gọi là anh ba đấy, anh ba công tử ấy, anh cả là CB 1000 Neo Sport, đây là anh thứ hai, 7.180 cây, 190 cây gì đấy, 7.186 cây. Sáng ra nào cũng phải nổ máy lên anh em ạ. Nổ máy lên để cho nó đỡ hỏng bình ấy. Hai con đều đi bao tay Daytona nhá, Katana xanh này, hàng real luôn nhá, vù chống tung này. Đó. Đôi lốp Pirelli Rosso Sport, Rosso 4 nhá, Pirelli Rosso 4, biển rất đẹp luôn, 27940. Con này biển 99 này, 99A1 004.69, 004.79 thì đẹp quá. Ok, nổ như này là nó sẽ bảo vệ bình được rồi. Tiếp theo nữa là Yamaha MT-03. Sáng nào cũng việc của anh chăn ngựa. Mở máy lên, nổ máy để cho xe nổ một vòng. Tiếp theo nữa, XR, MT. Hai chìa luôn anh em, 14.000, 15.000, 16.000 đã bảo dưỡng toàn bộ. Xe độ mấy cái cùm Rambo copy nhưng để nguyên trên xe nhá. Con này mình bán rồi, 29A1 này mình bán rồi. Xe vừa khách đi thử hôm qua nên là không cần nổ. Revell 500 full đồ Diablo của anh em Sài Gòn. Hai chìa sổ sách đầy đủ nha các bạn nhá. 500 đi 9.284 cây. Full đồ Diablo. Anh em Sài Gòn độ rất là chất luôn. Mình bắt ra làm dâu Hà Nội rồi. Em ơi, nổi con 29A1 lên đi em. Bản đời class cao, 207.96, biển đẹp nhờ. Đỗ bình xăng của anh trai lớn tuổi lên CB 1000, 1001. Cực chất luôn, biển Hà Nội. Anh em Hà Nội thì hay để xe zin. Quá đẹp luôn. Con này rẻ lắm nha anh em nhá. Chính chủ biển Hà Nội đi 7.800 cây, gần 8.000 cây. Độ rất ngầu luôn. 158 triệu anh em. Ok anh em, mua xe liên hệ mình nhá. Sáng ra đây, con này vừa mới về tối hôm qua xong. 2.800 cây, 3.000 cây, xe mới tinh luôn. Chủ xe đi Đức rồi anh em. Quá đỉnh luôn. Chiếc R15 bán thanh lý 39 triệu. Con này thôi tiện công review nổ máy. Hôm nay là gọi là test bô tất cả bô của các dòng. Sủi led sáng không? Sáng nhá. Bô kiểu hắc lây đấy anh em.